xin chào tất cả các anh chị em chúng ta lại gặp nhau trong chương trình quang tùng đầu Cục cầu diễn à, vào thời điểm này thì chúng ta đương nhiên phải nói về trận super sunday của giải Hoàng anh giữa hai câu lạc bộ arsenal và liverpool trận đấu đã kết thúc với kết quả bớt phân thắng bại tỷ số là hai đều trên sân emirates của arsenal và tôi cho rằng đó là một kết quả hoàn toàn hợp lý uh, cho tình thế hiện tại của hai câu lạc bộ cũng như những gì đã diễn ra trong trận đấu uh, xem trận đấu đó thì quả thật là chúng ta đã thấy được uh, cái cái tầm mức của hai câu lạc bộ ở thời điểm này chất lượng của họ là như thế nào năng lực thể hiện của họ ra sao với câu lạc bộ chủ nhà Arsenal đội bóng thiếu vắng một loạt những tên tuổi quan trọng từ Odegaard trong vai trò tấn công cho đến Saliba ở hàng phòng ngự thì họ vẫn thể hiện được một năng lực kiểm soát trận đấu và vượt lên trong giai đoạn đầu đặc biệt là trong hiệp thi đấu thứ nhất Uh, việc điều chỉnh lực lượng con người của Mikel Arteta uh, chứng tỏ rằng uh, ông đã xây dựng được một cái nền tảng, một hệ thống thi đấu có thể nói là uh, rất vững vàng và có thể đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ khác nhau. Uh, tất nhiên đến đây thì mọi người sẽ đặt ra câu hỏi là thế thì mà hệ thống vững vàng rồi mà sao kết quả nó vẫn không được như mong muốn? <laughs> thì thực ra chúng ta cũng phải thấy rằng là với việc thiếu vắng của Uh, rất nhiều những nhân vật trụ cột như vậy và lại đá với đội đầu bảng thì việc mà có một kết quả hòa tôi cho rằng nó cũng là một kết quả hợp lý chứ đúng không ạ đáng tiếc cho Arsenal thôi là bởi vì khi gặp Liverpool thì lại rơi vào cái uh, thời điểm mà mất nhiều người như thế và kể cả khi đã dẫn bàn rồi thì cũng không uh, giữ được thế trận uh, vì đấy đến lúc mà gọi là đang dẫn điểm ấy thì đến hai cầu thủ đá chính của hàng phòng ngự liên tục lại bị chấn thương như là timber như là gabien và những cái điều chỉnh những cái thay đổi thì đương nhiên càng phải sử dụng đến cái lớp à, thứ hai thứ ba đó thì mọi chuyện nó càng trở nên gọi là khó đảm bảo hơn sự rủi ro nó lớn hơn và liverpool đâu có phải là một đội bóng tầm thường rõ ràng là liverpool trong hiệp 1 đá không tốt bằng arsenal nhưng ở hiệp thi đấu thứ hai thì câu chuyện của liverpool nó khác và như thế có nghĩa là liverpool À, cũng xứng đáng với những gì mà họ đang có ở vị trí trong top đầu. Và cái kết hỏa hòa trong cái trận đấu mà chúng ta vừa theo dõi. Ờ, trong cái cách lèo lái con thuyền của Arsenal chúng ta cảm nhận được rằng là họ chuẩn bị rất là kỹ các cái phương án. Ờ, họ là đội bóng có số bàn thắng từ những tình huống cố định nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh. Và vừa rồi trong cái trận đấu gặp là Liverpool quả đá phạt đó với trường hợp của uh, Nick rai treo bóng, chúng ta đã nhìn thấy rằng là họ rất là kiên định trong những cái pha phối hợp của mình trước tình huống đó đã có một cái quả phối hợp cỡ gần tương tự rồi và họ đã làm đúng nếu như ở trận Paris Saint Germain những quả đó có đó thì là Bukayo Saka sẽ đá và đá vòng vào trong thì là lần này thì Declan Rice đá thì đã vòng ra ngoài theo cái xu hướng nó cổ điển hơn nhưng vấn đề là các cầu thủ tấn công của Arsenal đã chọn những cái vị trí và nhịp băng vào nó hợp lý tình huống đó là một tình huống mà mất mất vài phút các trọng tài mới công nhận bàn thắng nhưng chúng ta cần phải công nhận rằng là các cầu thủ Arsenal đã làm rất là chính xác và công nghệ đã xác nhận rằng là họ có một bàn thắng hợp lệ à, trận đấu vừa rồi cũng ghi nhận cái sự trở lại vô cùng quan trọng và cần thiết của Bukayo Saka à, trước trận đấu đó thì cái thông tin liên quan đến sự trở lại của Bukayo Saka đã được Mikel Arteta giấu có thể nói là rất là kỹ và đó có lẽ là một trong những cái kỹ xảo mà huấn luyện viên Tây Ban Nha cũng đã tích lũy được trong một cái thế giới có thể nói là nó nhiễu nhương với rất là nhiều những cái sự chi phối bởi truyền thông. Uh, Mikel Arteta đã che giấu cái việc mà Timber và Bukayo Saka liệu có đá được hay không và cuối cùng họ cũng đã đá chính. Uh, Timber thì phần nào đó là uh, chơi tròn vai thậm chí cũng có một vài cái lỗi nhỏ nhỏ nhưng với trường hợp của Bukayo Saka uh, trở lại sau chấn thương như vậy tôi nghĩ là tuyệt vời. Anh ấy là cầu thủ trẻ nhất ở Premier League ghi được 50 bàn thắng ở cái độ tuổi Ờ, ngoài hạng trên 23 tuổi. Rõ ràng đó là một cái uh, cột mốc rất là đáng uh, ghi nhận của một cầu thủ trẻ và đang trưởng thành một cách uh, vượt bậc trong màu áo của Arsenal với tấm băng đội trưởng trong tay để thay thế vị trí của Odegaard à, uh, để dẫn dắt đội bóng. Bukayo uh, Saka đã có một trận đấu có thể nói là là, là rất là ấn tượng uh, ngay ở pha bóng ngay ở cơ hội đầu tiên khi nhận đường truyền của Ben White thì anh ấy đã bứt phá và loại bỏ Robertson một hậu vệ kinh nghiệm của Liverpool để rồi sau đó đá một quả tung nóc lưới rất tuyệt vời. Tuy nhiên đó là à, những cái chi tiết mà về mặt được của Arsenal. Thế còn rõ ràng là cái hệ thống thi đấu này của Arsenal nếu như nó bị mất người liên tục vì thẻ phạt, à, vì chấn thương thì nó rất khó có thể đảm bảo một cái sự cạnh tranh. À, ba trận đấu bất điểm trước đó của Arsenal đều là những trận đấu mà họ không đá đủ người cho đến cuối trận, đều là những trận đấu bị uh, thẻ đỏ, đúng không ạ? À, một trận thua và hai uh, trận hòa. Còn ở trận đấu này thì có đủ người cho đến hết 90 phút thì vẫn mất điểm. Nhưng uh, rõ ràng là với một cái lực lượng mà nó phải sử dụng nhiều 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 những cầu thủ dự bị như vậy, thì cái việc mà uh, không thể rõ uh, giữ được 3 điểm. Trong cuộc đấu sức với Liverpool Nó cũng là điều rất là dễ hiểu thôi Những cái chặng đường uh, sắp tới của Arsenal Sẽ là một chặng đường nó vô cùng gian nan Nhưng nếu mà nói rằng là họ đã bị loại ra khỏi cuộc đua Thì uh, chắc chắn là chưa đâu Mikel Arteta vẫn khẳng định rằng đội bóng này uh, Vẫn nằm trên cái lộ trình Phấn đấu vì danh hiệu Và họ xứng đáng với điều này Họ có một lực lượng, họ có một sự chuẩn bị Và uh, tôi với cảm nhận của một cổ động viên của Arsenal uh, Hy vọng rằng là nếu như À, tập trung được đầy đủ lực lượng à, thì cái cuộc đua này của arsenal nó vẫn sẽ là à, kéo dài và thậm chí đi đến cái đoạn cuối cùng à, nói đến danh hiệu vẫn là rất khó bởi vì man city vẫn còn đó rất hay và như tôi đã cảm nhận ở đầu mùa thì cái mùa giải này là mùa giải mà liverpool à, trở lại với một cái tâm thế mới, một hình thái mới trong cái lối chơi với một huấn luyện viên mới và họ thực sự là rất là đáng gờm. Nói về Liverpool thì chúng ta có thể thấy rằng là Anselot trong cái mùa giải đầu tiên khi mới chân ướt chân ráo đến với sân Anfield với Premier League thì ông đã ngay lập tức tạo ra được ấn tượng rất là tích cực. Ông ấy chịu áp lực không nhỏ bởi cái bóng của Jurgen Klopp nhưng ông đã đưa ra được những cái giải pháp mang đầy màu sắc cá nhân của mình lối chơi của Liverpool vào thời điểm này rõ ràng là nó đã cân bằng hơn nó có sự tính toán để nó có thể tạo ra một sự chắc chắn lớn hơn và khi cần thì cái tốc độ chơi của họ thì vẫn là đủ nhanh và đặc biệt là sự hiệu quả họ đã có được 22 điểm sau 9 vòng đấu để thua có đúng một trận thôi và mới chỉ để lọt lưới có 5 bàn rõ ràng đó là một cái kết quả từ cái việc mà tổ chức được một một chất lượng lối chơi nó cực kỳ ổn định tìm ra được cái sự ổn định cho hàng phòng ngự với niềm tin ở cặp trung vệ Van Dijk và Konate những người có lẽ là vào loại hay nhất của bóng đá thế giới vào thời điểm này ở ngoại anh đương nhiên họ là một trong những cặp trung vệ hay nhất và bên cạnh đó thì cái sự cân bằng đó nó được tạo ra bởi Gravenberch người mà Ừ, luôn có được một cái cái cảm nhận rất là chính xác về các tình huống để có thể bù đắp lại có thể tham gia vào những tình huống chuyển đổi phản công nhưng cũng có cơ bản là những là người có thể dọn dẹp cái khung giữa sân đấy bằng một cái, cái, một cái kỹ năng một cái khả năng đọc tình huống của nó rất hay à, và nếu như nói rằng là Liverpool vào thời điểm này có cái chất lượng à, tấn công vào loại hàng đầu thì đương nhiên cũng không sai bởi vì số bàn thắng mà họ đã có mà trong đó sự đóng góp của Mohamed Salah vẫn là vô cùng quan trọng uh, Salah có thể mất hút trong hiệp một trận đấu với Arsenal nhưng chỉ cần có một cơ hội thôi ở hiệp thi đấu thứ hai thì bàn thắng vẫn tới uh, và đấy chính là cái hay của Ancelotti ông ấy tìm ra được cái, cái cái nhịp chơi tìm ra được cái gọi là cái khu, cái không gian chơi cái khả năng kết nối của luis diaz của diogo jota mà ngày hôm qua ngày mà thi đấu với arsenal thì đã được thay thế bằng darwin Nunez nó cũng vẫn có được một sự đảm bảo hết sức hợp lý thực ra thì chúng ta thấy rằng là Nunez có vóc dáng không hoàn toàn là một cầu thủ lớn một cầu thủ tiền đạo ở cái, cái đẳng cấp hàng đầu nhưng anh ấy như chúng ta đã thấy khi chơi ấy, thay thế vị trí của Diogo Jota thì anh ấy đảm bảo được cái yêu cầu về mặt chiến thuật những cái pha di chuyển những cái pha tranh chấp những cái tình huống gọi là tạo áp lực tình huống pressing ấy, và ngay cả cái cái pha vào bóng khiến cho Kavian bị chấn thương ấy, đó cũng chính là một phần quan trọng mà David Nunes đóng góp vào trong lối chơi của của Liverpool và chính như vậy đó chính là những cái mắt xích những cái chi tiết nó góp phần tạo nên một cái chất lượng lối chơi nó luôn luôn có được sự ổn định uh, khó có thể nói rằng cái cuộc đua này cuộc đua của man city của liverpool của arsenal nó sẽ ngã ngũ ra sao nhưng tôi tin rằng cái cuộc đua tam mã này nó sẽ cực kỳ thú vị và khi có hơn hai đội bóng tham gia cuộc đua thì có nghĩa là cơ hội vẫn còn nguyên cho tất cả các đội bởi vì khi đó những đội bóng có non kinh nghiệm hơn ít kinh nghiệm hơn cho cuộc đua này như arsenal chẳng hạn sẽ phần nào đó bớt phải chịu áp lực và được một cái đối thủ khác chia lửa Liverpool sẽ chia lửa bởi những tình huống mà họ rằng xé với Man City và trong cái cuộc đua này thì đương nhiên Man City sẽ nhìn vào hơn một đội bóng hơn một đối thủ chứ không phải chỉ là một mình Arsenal như thế nó cũng là một cái hay cho cái cuộc đua và cho đến lúc này khi mà giải đấu mới diễn ra được khoảng gần 1 phần ba thì Arsenal không thua trong các cái cuộc đối đầu với các đội bóng cạnh tranh trực tiếp họ hòa trên sân của man city và bị mất điểm trước sân trên sân nhà trước liverpool nhưng đó là một kết quả nhìn chung cũng là hợp lý tôi cho rằng là cuộc đua này nó sẽ vẫn còn có uh, cái rất là nhiều những cái điều đáng chờ đợi phía trước và tôi chờ đợi cái sự trở lại của một cái đội hình đầy đủ hơn của arsenal để tạo ra một cái cuộc đua nó đủ thú vị danh hiệu hãy nói sau bởi vì đây là một cái điều rất là khó nhưng tôi tin rằng cuộc đua này arsenal sẽ không đầu hàng sớm đâu họ sẽ chơi đến cùng và liverpool hay man city thì cũng đều còn có những cái cơ hội riêng của mình rõ ràng đây sẽ vẫn là một cái cuộc đua rất đáng để chờ đợi vào tối ngày hôm nay thì sẽ diễn ra lễ trao giải quả bóng vàng đây là một giải thưởng đương nhiên thu hút được nhiều sự chú ý và ở cái thời điểm này thì nó sẽ là một cái giải thưởng có thể sẽ đem đến sự tranh cãi bởi vì những ứng viên của cái giải thưởng năm nay ấy, thì nó không có những nhân vật có thể nói là vượt trội hẳn lên hay là tạo ra được những cái điều thực sự là là đặc biệt như thời của Messi hoặc là Ronaldo. Đây là thời điểm mà Vinicius, Jude Bellingham cũng như Rodri đều còn nguyên những cái cơ hội của mình cho dù là À, những cái thông tin có thể nói là tương đối uy tín à, trước thêm của à, lễ trao giải à, đã cho thấy rằng à, khả năng Vinicius cầu thủ chạy cánh của Real Madrid à, sẽ là à, người nhận quả bóng vàng à, trước thêm của giải đấu thì Vinicius cũng đã trình diễn một cái um, trận đấu có thể nói là cực kỳ hoành tráng trước à, uh, Borussia Dortmund giúp cho Real Madrid thắng ngược à, trong đó là một cú hat trick của chính uh, Vinicius với những bàn thắng có thể nói là cực kỳ khác người và đó chính là một cái sự là chào mừng có thể nói là tuyệt vời cho cái giải thưởng cá nhân nếu như Vinicius giành thắng lợi ở cái giải thưởng này. Bên cạnh đấy thì Jude chúng ta thấy rằng là anh ấy cũng đã có một cái mùa giải rất là thành công khi chơi cho Real Madrid đáng tiếc là Jude Bellingham không có được chiếc vô địch Euro và nếu như là có được chiếc vô địch Euro thì có lẽ là Jude Bellingham sẽ là một đối thủ cực kỳ nặng ký và nó sẽ nhìn hơn so với Vinicius người không thể có được danh hiệu ở đội tuyển Brazil đúng không ạ chỉ có những gì giống như với Jude Bellingham là La Liga và UEFA Champions League mà thôi còn nhân vật còn lại là Rodri thì rõ ràng cũng đã có một cái thời điểm có thể nói là thăng hoa nhất của sự nghiệp khi có chức vô địch ở ngoài Anh và có một ảnh hưởng cực kỳ lớn trong chức vô địch danh hiệu tại Euro 2024 cùng với đội tuyển Tây Ban Nha. Vào thời điểm này thì khó lòng có một tiền vệ trung tâm nào toàn diện như Rodri ở bình diện bóng đá thế giới. Rõ ràng đây là một nhân vật cực kỳ có ảnh hưởng và tôi nghĩ rằng là cho dù thế nào đi nữa thì cái chất lượng chơi của rotri nó vẫn là một thứ có thể đem đến một cái nhận định rằng anh ấy là cầu thủ toàn diện nhất của đá thời điểm này và có thể sẽ có một tỷ lệ không nhỏ những người bầu chọn cho Rodri. tuy nhiên đây sẽ là một cái cuộc bỏ phiếu nó có thể sẽ đem đến những cái tranh cãi nhất định sẽ có những người thích Vinicius. À, cho rằng Vinicius sẽ là người có được cái ảnh hưởng lớn uh, của bóng đá thế giới uh, trong cái uh, giai đoạn của một năm qua. Uh, cũng có thể uh, sẽ có những người nhìn nhận ảnh hưởng của một tiền vệ trung tâm uh, có cái lối chơi toàn diện như Rodri, uh, Jude Bellingham trong cái cuộc đua này có vẻ như là người đã kém thế hơn sau khi đã không có được danh hiệu ở giải vô địch châu Âu. Uh, với cá nhân tôi ấy, thì đương nhiên nó cũng đã có một cái sự chia rẽ uh, giữa uh, Vinicius và Rodri uh, mỗi người đều có những cái nét hay của mình nhưng uh, trong cái uh, ký ức của tôi thì những gì thuộc về một tiền vệ trung tâm bao giờ nó cũng có những cái khó khăn nhất định trong cái cuộc cạnh tranh với những cầu thủ tấn công những cầu thủ tiền đạo những người mà thường xuyên trực tiếp gắn bó với những con số ở uh, đây là bàn thắng hoặc là những đường truyền thành bàn Uh, rõ ràng lợi thế thuộc về nó sẽ là nhiều hơn cái, cái ảnh hưởng của anh ấy vào kết quả của trận đấu nó lớn hơn và danh hiệu thì đương nhiên anh ấy cũng có rồi. ở Rotary, số lượng bàn thắng số lượng đường chuyển thành bàn đương nhiên là không nhiều anh ấy có tác động vào uh, những chiến thắng của các đội bóng mà anh ấy phục vụ nhưng rõ ràng là với tiền vệ thì cái ảnh hưởng ấy bao giờ nó cũng ít hơn và thường là những cái mùa giải mà cầu thủ không phải là tiền đạo giành được uh, Uh, danh hiệu của Hồng vàng ấy, thì họ phải là cực kỳ trói sáng và những cái đối thủ cạnh tranh của họ cũng một phần nào đó nó không có được những cái khoảnh khắc không có được những ảnh hưởng uh, giống họ uh, lớn như họ uh, thế nên ở thời điểm này uh, cái cái lợi thế nếu như nó thuộc về video thôi một chút ấy thì cũng là uh, điều cũng dễ hiểu thôi với cá nhân tôi thì tôi thực sự tôi thích uh, trường hợp của Rotary hơn một người mà uh, có được cái ảnh hưởng chung trong lối chơi của các đội bóng Anh ấy gọi là góp mặt từ Man City cho đến uh, đội tuyển Tây Ban Nha cái cái cách mà Rodri tham gia vào các trận đấu tham gia vào các cái tình huống tham gia vào cái kiểm soát lối chơi cũng như là gọi là đóng góp vào những chiến thắng ấy nó không phải là những đóng góp mà nó trực tiếp bằng những con số ví dụ như là bàn thắng hay là đường chuyển thành bàn nhưng rõ ràng đó là những cái đóng góp mà chúng ta cảm nhận rằng là nó có một sức nặng và thiếu con người đó đôi khi uh, các đội bóng gặp những cái khó khăn nhất định tất nhiên người ta cũng sẽ nói rằng là ồ cái trận chung kết của euro đấy thì uh, zubi mendy vào thay rodri thì đội tuyển tây ban nha vẫn chơi như vậy thậm chí còn chơi hay hơn và đã thành thắng lợi trước đội tuyển anh hoặc là ở man city trong giai đoạn vừa rồi khi mà không có rodri thì uh, man city uh, vẫn vẫn ổn vẫn dẫn đầu giải ngoại anh, anh đúng nhưng uh, quả thật là trong chặng đường đã qua trong chặng đường ở mùa giải tại Premier League, tại Champions League cũng như là ở Euro ấy thì những gì mà có Rotary rõ ràng các đội bóng uh, có anh uh, vẫn là chơi hay hơn. Với cá nhân tôi, tôi thích Rotary hơn giành của bóng vàng, nhưng rất nhiều khả năng có thể là như vậy. Vinicius sẽ là người giành của bóng vàng của cái mùa giải đã qua. Và nếu như điều đó xảy ra thì cũng không có vấn đề gì cả. Đó cũng vẫn là một sự công bằng nào đó dành cho những nỗ lực của một cầu thủ chưa ờ uh, phải nói là chưa lớn tuổi đâu, anh ấy còn tương đối trẻ. Vậy mà đã gọi là có một cái dấu ấn có một cái ảnh hưởng rất là lớn trong màu áo của một đội bóng hàng đầu của thế giới trong nhiều năm qua. Uh, và nếu như anh ấy thành công thì anh sẽ là người Brazil uh, tiếp theo kể từ sau khi Kaka giành được danh hiệu này vào năm 2007. Nếu như nó là sự thật thì cũng là xứng đáng thôi và nhìn uh, và Vinicius thi đấu, nhìn Rafinha thi đấu thì mới cảm thấy rằng là vào lúc này rõ ràng bóng đá Brazil vẫn có những cầu thủ rất hay, chỉ có điều họ không có những huấn luyện viên giỏi và chúng ta hãy chờ xem bóng đá Brazil sẽ tiếp tục vận hành như thế nào nếu như họ không chịu gọi là thay đổi mình bằng việc gọi là bổ sung những cái nguồn trí tuệ của bóng đá thế giới để củng cố những chất liệu mà họ đang có có thể nói là rất độc đáo trong tay mình như là Vinicius, như là Rafinha và rất nhiều những cầu thủ hay khác của bóng đá Brazil.